Đại sứ nhân ái Việt Nam Khánh Chi và Minh Tuân chào mừng tất cả khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn những hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Hôm nay sẽ là một cặp đôi rất là đặc biệt. Đặc biệt là sao hả cưng? Hai anh em sinh đôi. Làm sao? Đều là người trong cộng đồng của mình luôn. À, chỗ đặc biệt vậy. Vậy thì chào đón khách mời của ngày hôm nay. Chào em. Chào anh em. Chị. Chào anh chị. Hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Dạ, em tên là Lê Quốc Dũng. Còn đây là anh của em là Lê Quốc Hùng. Hùng Dũng. Hồi xưa nghe... phải chứ mà ba mẹ đặt tên mà quế diệu, quế vàng là bây giờ đâu có. Sao mà nghe Hùng Dũng mạnh mẽ quá vậy? Rồi bọn em bây giờ bao nhiêu tuổi và làm công việc gì hả? Dạ, tụi em là hiện tại năm nay là 25 tuổi, sinh năm 94. Em hiện tại đang là DJ. Còn em đang là một giáo viên tiếng Nhật với lại tiếng Anh. Phát hiện được là khi mà hai đứa cùng thích chung một... một người. Một... đó. Thích chung một cái cậu yêu đó. Yêu anh hả? Dạ, lớp 1 không biết phải gọi là yêu chưa. Nhưng mà em cái cảm giác của em lúc đó là em thích, thích. Nhưng mà bạn cho chị hỏi nha, hai người thích cái cộng tươi không? Tươi mới tươi, thích tươi. Cộng tươi xanh hả? Dạ, tươi. Thương sinh mà kiến thức, tri thức mà để không mắc kiến nữa. Cao ráo, mũi cao mà. Còn nhà ngoài nha chị, về đây nha. Ủa, hai anh em công việc khác nhau như vậy có nghĩa là cái tính cách của hai người cũng khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi, từ nhỏ là hai đứa em đã có hai cái cá tính hoàn toàn khác nhau rồi. Là một đứa thì cá tính nổi, một đứa thì cá tính đầm. Em nổi phải không? Dạ lâu lâu em cũng đầm chị, nhưng mà đầm dạ hội, đầm đuôi cá đồ đó. Nhưng mà bình thường là em nổi bật. Dạ. Cái đó em mặc đồ là biết rồi, màu tím, viền dạ. Trắng là biết rồi. Dạ tím rịm. Dạ. Là cưng làm sao? Cưng là hiền dịu à? Dạ em hiền, là tại nhỏ em thích chơi thú bông nhiều. Em đi tông thùy mỹ phải không? Dạ tông thùy mỹ nhiều hơn. Thích làm công chúa không? Thích công chúa nhưng mà sợ không nói công chúa như chị. Hồi nhỏ nha chị, là coi như là hai anh em á, là thường hay dùng mấy cái mền á để làm đầm, làm công chúa, đồ quấn các thứ, đồ phân vai ra là đứa làm tỷ tỷ, đứa làm muội muội. Em kể chị nghe có một hôm vui lắm. Tụi em mới nghĩ với cái trò là coi như là đứa nào ở trong mền mà kéo được đứa khác ra khỏi cái mền nó ra khỏi. Thì đứa đó sẽ thắng. Thì cái lúc đó là em đang ở trong mền, nó ở ngoài, cái xong rồi nó mới kêu Hùng ơi ra đi mẹ kìa. Cái em mới không tin, em mới hí ra như này chị. Cái ánh mắt nó nhìn gì nè. Cái mắt em diễn lúc đó ghê lắm. Mẹ thiệt. Cái em mới sợ quá em chạy ra. Em chui ra thì em có đó thua. Thì khi mà tới lượt em nó vô trong cái mền á, chị biết á là ba em cầm cái cây đi vô thiệt. Ba em cầm cái cây đứng khỏi vậy nè. Cái em mới nói Dũng ơi ba tới kìa. Lúc mà em nghe cái tiếng cây cỏ mà em cứ nghĩ là nó ở ngoài nó lấy cái cây nó bỏ. Em không mắc cười mà em vừa sợ. Mà em không biết phải làm cái vẻ sợ thật sự như sao. Tại lúc đó em mắc cười lắm. Ba thiệt rồi Dũng ơi. Nó hiểu trong mình. Không tin đâu, không tin. Em như một con khùng trong mình. Điều mà, điều mà. Chết rồi. Cuối cùng ba dí đánh hai đứa. Là coi như là bung ra luôn rồi. Ông biết không? Còn nhỏ. Còn nhỏ thì giống như là một đứa con nít thôi. Nhưng mà thằng này thì có phần có cá tính là hơi yểu điệu hơn tí xíu so với em. Cho nên là ba thường hay nói kiểu như là Dũng ơi mày phải giống Hùng nha, mày phải giống anh mày nha chứ mày đừng có BD. Dạ. Lúc đó là em nghe cái xong hả em cũng đứng hình. Tại vì hả thật ra là hai chị em biết cái mà em biết hai chị em lâu chưa? Lúc đó biết chưa? Biết rồi hả? Được rồi, mẫu giáo có nghĩa là hai đứa tự biết nhau luôn. Tại vì họ mẫu giáo thì em nghĩ là bản thân chắc cái giới tính này nó bị cô lập dữ lắm, hay là chỉ có một mình trên thế giới này là bị như vậy hay sao, em sợ lắm. Cho nên em cũng không nói, nhưng mà hai chị em thì ngầm hiểu với nhau. Tại vì hồi nhỏ là hai đứa rất là thích chơi thú bông, mà em ghét nó lắm hồi nhỏ. Em hay lấy mấy cái đồ tô màu em tô lên mấy con thú bông lắm, cho nên nó đánh em hoài à. Tự biết là như vậy thôi, nhưng mà có khi nào mà hỏi không? Phát hiện được á là khi mà hai đứa cùng thích chung một... một người. Một... đó. Thích chung một cái cậu yêu đó. Yêu anh hả? Dạ. Mà lúc đó mới lớp 1. Lớp 1 không biết phải gọi là yêu chưa, nhưng mà em cái cảm giác của em lúc đó là em thích bạn lắm. Nhưng mà cho chị hỏi nha, hai người thích cái cộng tươi không? Tươi mới tươi, thích tươi xanh hả? Dạ tươi. Thương sinh tươi, mà kiến còn... thức, tri thức mà để không mắc kiến nữa. Cao ráo, mũi cao mà. Còn nhà ngoài nha chị, về đây nha. Xách rồi sao? Rồi xong rồi em á thì em ngồi trên đầu, bạn đó ngồi dưới cuối. Thì em thích bạn đó rồi, cái em mới là bộ em xin cô giáo hả? Cô cho con chuyển xuống ngồi kế bạn Long đi. Là mình giả bộ giống như là mình xuống dưới mình ngồi mình hỏi bài bạn đó. Nhưng mình giả bộ học ngu á. Xong rồi cái cô cũng đồng ý luôn. Thì nhưng mà là hồi xưa là bạn Long thích bằng này. Em thùy mỹ gái là đông ra là bạn Long thấy trong em có một cái gì đó, cái yểu điệu phụ nữ của con gái. Dạ. Ông thích chơi với em. Trời lúc đó tức lắm luôn á chị, có nghĩa là em
em đã làm như vậy để được ngồi kế bạn đó rồi, mà cứ mỗi lần ra chơi là cái bạn đó cứ kiếm bạn này, kiếm thằng em chơi. Em rất là bực bội, chơi bắt, đuổi bắt á, em mới làm bộ em nghĩ ra mấy cái trò như là thôi giờ mình chơi đuổi bắt đi, là chơi ba đứa, là ý là ví dụ cho thằng Long nó bị thì thằng Long nó cũng đuổi bắt em được mà cũng đuổi bắt bạn này được, và nó cứ đè ra nó đuổi thằng này hoài à. Mà giờ, em... mà mỗi lần mà bắt được á không phải là để em bị, mà nó muốn bị không, nó không muốn bị thì cho ơn một cái đi. Bởi vì lúc đó em cũng thắc mắc, em cũng trời, nhưng mà em ủa vậy nói vậy luôn hả? Còn nói ủa, như vậy nữa nhưng mà ủa mà mới lớp 1 chứ hỏi cái gì mà ủa nhưng mà thằng đó là cộng nha, em không hiểu tại sao. Các em không hiểu luôn, các em nó thẳng luôn, chắc chắn thẳng luôn. Dạ rồi em gặp em nó làm sao? Nó thôi mà lúc đó em kêu xa lắm, em không phải là giống như là nhúng nhường đâu, thôi để tự bị được rồi, thôi ơn rồi khỏi cho bị đó, đi đi, kiểu như trong lòng phái lắm chị. Nhưng mà trong lòng chúng chẳng chạy đúng rồi, dạ, đúng rồi. Em có bày nhiều trò lắm. Em hả, em là bộ em nói với bạn đó là thôi bây giờ tụi mình làm anh em đi, để được kêu cái bạn Long đó là anh, để em xưng tật xưng em. Tại nhiều khi cái đó là em đã cảm thấy là em vui rồi đó. Xong rồi cho tới mãi tới năm lớp 4 á, cái bạn Long đó mới hết con gái, thì tụi em thích bạn đó buồn mấy năm trời luôn á. Coi như hai chị em yêu thầm một người đó. Nhưng mà hai chị em không biết là mình cùng yêu một người, giống như là thì hồi đó em nghĩ là thằng này không thích thằng Long. Tại vì cái tính em là em không có bọc ra ngoài thì em kêu xa mà. Em nghĩ là không kêu xa. Quá vậy kêu sao quá vậy cưng. Hồi đó khoảng lớp 4 là có mấy cái bài hát giống như là Không đau vì quá đau của chị của chị Phạm Quỳnh Anh á, mà em không biết phải làm thế nào để viết thư gửi cho cái bạn đó, tại vì bạn đó đang yêu một người con gái khác mà. Em viết thư em nói gì trong bức thư đó? Thì em biết lại em trích mấy cái lời hát của chị Phạm Quỳnh Anh á, nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn nữa chị. Em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng. Nhưng mà có cái chuyện này mày không biết á, là tao đọc được cái bức thư của mày giờ cái xong em đứng em cười thầm. Tại vì lúc đó hai đứa ghét nhau mà em càng ghét nó, em đọc em thấy nó đau khổ em mừng lắm. Ủa sao ghét anh, dù sao cũng chị em mà cái gì mà. Tại vì hồi xưa là em hay quậy cái đồ thú bông của nó chị. Cái thú bông của nó em lấy đồ màu đen em tô lên. Em tô xem quậy em quăng. Ủa Dũng ơi, nhưng mà anh có một câu hỏi là nếu như lúc đó em đừng có kêu xa mà kiểu em thể hiện cái tình cảm của mình thật đó, thì có khi nào Long thuộc về em luôn không? Đâu có dám đâu. Bây giờ lúc đó là ba còn sống mà ba rất là dữ, mà ba mà biết cái chuyện đó thì chắc ba quýnh được cạo đầu chết luôn đó. Thì mình lén lén thôi. Mình lén thôi. Mình đâu có cần phải cho phụ huynh biết. Với là hả, lúc đó em cũng không có chắc chắn là bạn đó có phải là thuộc giới tính cộng đồng LGBT hay không. Nếu mà em làm như vậy em sợ mất bạn đó. Thà em cứ như vậy nè, cho bạn đó đi theo em hoài, nhưng mà trước sau thì cũng phải mất thôi. Nhưng mà như vậy em thấy nó thú vị hơn. Chảnh 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 vậy mà người ta phải. Dạ đúng rồi. Rồi nếu mà mình chào đón người ta tráng mình đúng không? Dạ đúng rồi. Là giống như em đó, em thương tước quá, em xứng xuống bàn người ta em ngồi. Bởi vì người ta sợ. Còn con này đi tông con gái thùy mị, mình lại người ta thích cái chỗ vậy. Thì bởi vì sợ cái bạn Long mới lên xin câu chuyện lên cho em ngồi 3 năm học luôn. Đã ghét rồi thì càng thêm ghét hơn nữa, ghét nhiều lắm luôn á. Đến nỗi mà hai đứa hồi nhỏ nha, phải lấy những cái tờ giấy á chị, ghi tên riêng, xong mà dán lên những cái đồ vật thuộc về hai đứa. Đứa nào mà lấy thì sẽ đánh, mà xưa đánh em nhiều lắm. Hai em kể thì chị nghĩ là cái tình yêu của bạn này dành cho Long nhiều hơn là cưng. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thấy tha thiết khi mà nhắc tới bạn Long là bạn này hơi rướm nước mắt. Đó là rung động đúng không? Em dạ. Em chỉ nghĩ là em muốn thâu tóm đàn ông trong lòng bạn trai trước. Trời quá vậy bà. Bà làm quá vậy. Em tìm hiểu nhưng mà dấu mới lớp 1 mà. Mới lớp 1 đó. Tại vì hồi đó ở nhà là chơi thú bông là rảnh quá là đi coi phim. Coi phim của Đài Loan đồ này nọ thì người ta cũng chiêu trò đồ này nọ lắm. Bắt trước. Em học theo. Học theo phim Đài Loan nha, phim Hồng Kông gì. Dạ đúng rồi. Hồi xưa nó còn mê phim Sinbad nữa. Mà không phải nó mê thằng Sinbad nha, nó ước muốn nó làm con mê để nó được làm người yêu Sinbad vậy. Cho vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi có quỷ ma lắm. Quỷ ma quá. Ủa rồi đến bao giờ thì hai bạn mới có được cái tình yêu đầu tiên của mình? Em cũng không nhớ nữa, tại vì những cái mối tình của em thường nó rất là bấp bênh đó chị. Tới lớp 11, 12 lần thì em mới bắt đầu yêu một người. Thì khi mà em yêu á là em không có biết là người đó có gia đình rồi. À là người đó có vợ rồi. Dạ. Thì họ cũng nói chuyện với em và gây cho em cái cảm giác ấm áp đó chị. Sau một thời gian em quen á là tầm một tháng,
thì đang rất là vui, đang rất là hạnh phúc luôn. Thì tự nhiên em mới nhận một cái tin nhắn của vợ của người đó là nói là nên tránh xa cái anh đó ra đi, tiếp tục như vậy nữa vậy là mình sẽ giết chết tương lai của ảnh như này như nọ. Thì em mới chấp nhận là em buông luôn. Và hồi đó giờ tất cả những cái mối tình của em á, đa số là nó sẽ thuộc vô là đã có vợ rồi hoặc là tình tay ba. Em trải qua ba mối tình mà mối tình nào cũng như vậy luôn. Mối tình thứ hai á, là em quen một cái anh đó là ở dưới Vũng Tàu, thì ảnh lên đây ở chợ cũng thì... là con trai gặt hả cưng? Dạ, ảnh lúc là ảnh bd à, ảnh công hả? Ảnh công thì ảnh nằm trên xong rồi lúc mà quen á là lúc đó quen em học cũng không biết ảnh là cũng có người yêu luôn. Sau khi mà phát hiện anh có người yêu rồi, em vẫn không chấp nhận được sự thật đó. Và em... Người yêu mà anh có người yêu với ai? Anh cũng có người yêu với là một người đàn ông luôn. À, cũng là một người trong giới luôn. Và em không chấp nhận được sự thật đó. Mà tụi em tới chơi chung với nhau giống như những người bạn bình thường vậy. Thậm chí còn mua bàn chải đánh răng, em mua xà bông, em mua tất cả mọi thứ vật dụng trong nhà cho hai cái người đó luôn. Em đang làm cao thượng đó. Dạ. Theo chị là cao thượng. Cao thượng chứ. Theo như bây giờ em nghĩ là em thấy ngục quá chị. Thiệt về mình. Nhưng cái đó là cũng là cái cao thượng đó. Dạ. Giống như giờ thôi, thà hai người yêu nhau đó, tôi lo cho hai người luôn. Kiểu vậy. Hạnh phúc rồi, rút lui đúng không? Dạ không, em vẫn hy vọng. Em vẫn hy vọng là một ngày nào đó cái người đó sẽ thuộc về em. Xong rồi giống như là hai người đó lúc trước là đi về Vũng Tàu, về quê. Xong rồi em mới nằm ở trên em khóc quá trời luôn chị. Xong rồi mẹ em cho 100.000, hỏi thôi đừng có buồn nữa, đi ra ngoài chơi này nọ đi. Cái em mới cầm 100.000 em đổ xăng phóng thẳng xuống Vũng Tàu luôn. Thì vừa xuống dưới gạt trống lên thì thấy hai bạn nó nắm tay đi lên. Thì bây giờ ba người gặp nhau thì biết làm gì giờ. Thì anh mới kêu em là thôi về nhà nghỉ đi, về nhà anh nghỉ đi rồi sáng mai hãy về, có gì anh đưa tiền cho về. Thì cái đêm đó khi mà mình nằm mình ngủ thì hai người nói chuyện thân mật với nhau á chị. Hai người hôn nhau. Thì em nằm ở trên đây á, em bị ức á, mà em khóc á. Cái em đập đầu vô tường một cái kinh luôn. Thì cái hai người đó mới im lặng ngủ. Mà sáng sớm thì khoảng 4-5 giờ sáng là em rời khỏi, em đi sớm. Sau này thì vẫn có gặp lại. Và lúc đó em cũng biết cái người đó luôn. Chơi chung với một đám nhậu gì nè. Thì tối á, cái người khi mà tụi em xỉn hết rồi thì cái người đó vẫn kiểu nhậu nhưng mà vẫn thả thính mình á, chị hiểu không? Cũng vẫn có người yêu rồi nhưng mà kiểu vẫn nhìn mình với cái cặp mắt kiểu là ta cũng còn yêu mày hay gì nọ, gây cho mình thương nhớ á. Tối đó em mới phát hiện là cái anh đó khi mà bồng em lên giường xong rồi bồng em lên cũng hung bằng em luôn. À, là tính người đó là không đàng hoàng. Dạ không đàng hoàng. Cái đêm đó nó về nó buồn á, cái mẹ em á nó an ủi nó đi. Thì em lúc đó vẫn giống như là còn ghét, giống như là khó chịu. Nhưng mà em vẫn nói một câu nhẹ nhàng. Em cầm cái càm nó lên em nói một câu: có những thứ trên đời còn quan trọng hơn cả tình cảm nữa Hùng. Tỉnh dậy đi. Lúc đó nó mới từ cái bậc thang nó đứng dậy và đi thẳng lên phòng. Chứ không ai kêu nó lên phòng được. Là từ đó về sau là nó chỉ nghe lời có một mình em thôi. Từ lúc đó là em đã cảm giác là nó có quan tâm em hơn một chút xíu so với những gì khi mà hồi nhỏ hai đứa ghét nhau. Và có một cái sự kiện mà đánh dấu cái tình cảm của hai anh em tụi em mà thân thiết hơn nhau nữa, đó là ở trong xóm em á, hồi đó khi mà em phát hiện BD, em không chơi với em sớm á, em kỳ thị nguyên xóm, nguyên xóm kỳ thị em. Thì một hôm khi mà hai đứa đi học về á, là hai đứa mới bị 7-8 đứa trong xóm bù lại đánh. Bù lại đánh có nghĩa là hai đứa đứng chính giữa vậy nè. Thì 7-8 đứa đứng xung quanh như vậy á, thì em mới biết thằng này là yếu đuối. Tại vì hồi đó khi mà ba mẹ sinh ra nó có 1,7 kg à, là phải nằm trong lồng kính. Còn em sinh ra được 2,9 kg là được bú sữa mẹ. Thì hồi đó nó còn ốm. Bây giờ cái tạng người của em còn bự hơn nó nữa. Thì hồi nhỏ nó còn nhỏ hơn em nữa. Cái em mới kêu nó là: thôi Dũng mày chạy trước đi, thôi để tao. Mà sự cái lúc đó em cũng đâu có vừa, em còn say với nó. Mày mới là người chạy. Lúc đó giống như là em biết giống như là con Dung nó xéo lắm cũng quằn. Bây giờ hả, nó quýnh là quê quýnh cho tới cùng. Xong rồi hai đứa quýnh một lần, quýnh 7-8 đứa trong xóm luôn. Xong rồi đứa bị bầm, đứa bị thương tật, thì hai anh em bắt đầu khoác vai đi về. Là bắt đầu có cảm giác là hai người thương nhau. Cũng nhờ cái mấy đứa nó rượt đánh nhau đó. Dạ đúng rồi. Mà mày biết được là hai người thương nhau. Rồi hai em come out với bố mẹ chưa? Có một mình em come out với mẹ rồi. Come out với mẹ. Lúc rồi mà em come out với mẹ, mẹ phản ứng như thế nào? Cái chuyện mà để come out thì nó là do em cái mối tình đầu của em. Lúc đó là em quen một cái anh qua một cái trang mạng xã hội nửa năm hơn luôn. Anh đó chỉ gửi hình cho em thêm xem thôi. Còn em thì là em vẫn gửi hình của em và webcam của em, nhưng anh đó không bao giờ gửi webcam.
mà em tức lắm, em nhìn hình là em nói là người Đài Loan, diễn viên Đài Loan mà nó vẫn không tin. Lúc đó thì nó vẫn cắm đầu vô nó thương chị. Lúc đó mình là một cô bé mơ mộng mà. Mình giống như là có mà lại cuối cùng là người đàn ông hả? Cô bé mơ mộng. Dạ, có nghĩa là lừa tình. Lừa tình. À, kể câu chuyện nào thì nó gửi cái hình đó thì nó đâm ra giống như nó thật quá, nó nói quá thật với em. Giống như mình đang logic nó đúng không? Đang em khóc quá với lại mình tưởng tượng như là mình hả, thật ra quá quá may mắn trong cuộc đời này gặp được một cái người hả gì mà vừa hả đẹp. Vừa đẹp vừa tài vừa giỏi rồi còn cái vừa giàu nữa, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà cho đến một khi hả em chịu không nổi, cái em mới kêu là cho coi webcam đi đó. Thì hai đứa tự nhiên tại sao có một mình em cho coi webcam không vậy, từ chối vẫn từ chối. Nhưng mà cái hôm đó em từ chối em giận cái người đó mới năn nỉ cái mới cho coi hình của người đó, nó em coi em đừng có sốc. Nó lúc đó là em cũng bắt đầu là cái tay em rung rồi. Rung rồi, nó ủa tại sao phải nói em vậy? Nó ủa nếu là anh thì làm sao em phải sốc? Cái lúc mà đưa cái hình đó trời ơi, em giống như là từ trên trời em rớt xuống một cái ặc đau đau lắm luôn. Cái người gì đâu mà hả bần hèn mà nhìn con người nó gian manh lắm. Tại vì trong cái quá trình mà quen nhau á chị biết không? Cái năm đó em lớp 11, em là thủ quỹ. Thì bao nhiêu tiền em cũng giữ của lớp. Thì cái số tiền đó là em nạp cạc, em nạp game tuồn ra. Rồi cuối cùng hả thì hả em nói em không muốn quen nữa. Rồi cái mấy năn nỉ em thì em dễ mềm lòng lắm. Em thật sự em rất yếu đuối và dễ mềm lòng. Cái năn nỉ em thì thôi nếu mà đây là cái nghiệp duyên trời ban á thì mình cũng phải nhận. Mà đứa hình ngoài rất là xấu đúng không? Xấu lắm, xấu kinh khủng, xấu không thể tả được mà xấu. Đưa một cái hình kia đẹp như là từ ngày người. Thì đó bởi vậy trời. Hồng Kông kia đẹp như vậy. Cái xong hả trước khi mà hả cậu xin em quay lại còn nói một câu là anh sẽ dắt ba mẹ của em của anh đi vào ra mắt mẹ của em. Lúc đó ba em mất rồi thì đó ra mắt mẹ của em là hỏi cưới em. Thì thôi mình còn muốn cái gì nữa, nói thật là một cộng trong mình mang giới tính cộng đồng này là chỉ mong được có điều đó thôi. Thì mình nghe được cái điều đó mình giống như mình từ bỏ tất cả, thôi kệ đi, nếu đây là cái duyên trời ban trời định sẵn rồi. Em cũng nói với mẹ thì đó là lý do em come out với mẹ. Em ơi, nhưng mà vấn đề là khi em nhìn người đó em đã không thích rồi thì làm sao mình có thể cưới nhau được nhỉ? Đêm nào bạn cũng nói chuyện luôn. Nghĩa là em nghĩ là chắc là mưa dầm thấm lâu quá anh. Và nói chuyện với ai mà trên mạng là càng ngọt mà càng yêu thương mình nhiều là càng xạo dễ sợ. Nó chất lượng gạt tình yêu đó nha em. Chị là bánh bèo từ nhỏ ha, cũng tông yểu điệu, mà tông mà con gái đâu, thích có chồng được. Rồi em cũng là con gái mà nhưng mà gái hơi cá tính thôi chị. Nhưng mà em là cái kiểu là nó cũng còn hơi cứng rắn chút xíu. Mạnh mẽ không phải tí. Đâu chị ơi, nhiều khi cái bề ngoài của Hùng thì cứng rắn như vậy nhưng mà cái trái tim của Hùng nó vẫn mềm yếu thôi à. Không phải là để có cái vẻ ngoài này mà cho tới khi hiện tại bây giờ cái vẻ ngoài này á là đều là em muốn chứng minh cho mẹ em biết là em phải là một người đồng tính. À, là em cố che giấu bản thân. Em cố che giấu, tại vì lúc còn sống là ba đã dặn là không được như vậy rồi. Khi mà nói em mình như vậy rồi thì khi mà Dũng come out với mẹ ra thì em càng phải là người giấu. Tại vì khi ba em mất, mẹ em đã chịu tổn thương. Và nếu mà bây giờ em come out luôn cùng với Dũng luôn thì mẹ em phải chịu tổn thương thêm một lần nữa, gấp 2 lần, gấp 3 lần. Quay về chuyện come out của Dũng đi. Thì cái phản ứng của mẹ khi em come out như thế nào? Lúc mà em nói với mẹ là có người muốn vô hỏi cưới con đồ này nọ đó thì cái mẹ nói, con gái hả? Không, con yêu đàn ông mẹ ơi. Wow. Giống mẹ em có cái tật là đang làm gì mà nghe những cái chuyện sốc á. Buông xuống. Không có buông xuống. Không có buông, mà cứ làm tiếp. Vô thần đó chị. Vô thần mà làm tiếp, mà làm giống như cái kiểu mà giống như là không biết mong là nó còn nữa để cho mình làm. Giống như là không muốn tin vào cái điều em nghe. Rồi cái xong mẹ cũng một tiếng. Cái đi lên phòng nghỉ rất là buồn. Mẹ còn nói là cái đấy không gọi là buồn nữa mà phải gọi là sụp đổ. Học hỏi. Sụp đổ bên trong á. Nhưng mà em không biết bên ngoài thế nào, mẹ suy nghĩ một đêm như thế nào. Buổi sáng hôm sau mẹ nói chuyện với em. Mẹ nói con đừng có tin mấy người trên mạng, ráng đi con, bệnh này chữa được mà. Ráng đi chơi nhiều với gặp gỡ bạn gái rồi nhiều vào. Ý là như vậy đó, để cho chữa được cái bệnh này của em. Nhưng mà nó là cái bản chất làm sao bản chất sao thay đổi được. Nhưng mà người lớn người ta không hiểu. Đâu phải là bệnh đâu chị, cái giới tính này đâu phải là bệnh đâu. Nó là từ trong bản chất của con người mình rồi. Nhưng mà mẹ em bây giờ thì cũng xì tin hơn trước hơn. Sống thoáng hơn trước. Mẹ cũng đi học những cái lớp về những người đồng tính. Mẹ học luôn đó. Chị biết là khi mà nó come out rồi nha, là mẹ em thường hay mua kem, là mua
những cái đồ trang điểm, mắc tới những cái đồ trang điểm. Nhưng mà em đâu có thích đâu, giống như mày cứ nghĩ là đồng tính là giống như là mình trái ngược với cái giới tính phải bây giờ. Phải muốn giả gái, phải thích là giả gái mới gọi là đồng tính. Lúc đó mẹ chưa có hiểu, chưa có đi tìm hiểu, thì lúc nào cũng có mỹ phẩm mới hay cái gì là cũng nhường cho em. Em biết là mẹ đã sắm thoáng hơn rồi, biết là mẹ cũng có tìm hiểu về những cái đó hơn rồi, nhưng mà em đã come out rồi, em lúc nào cũng sợ khi mà phải come out với mẹ và mẹ phải chấp nhận thêm một cái chuyện giống như vậy nữa. Nhưng mà có bao giờ mẹ nói với Hùng là, hay là mẹ thể hiện với Hùng là mẹ cũng nghi ngờ về giới tính của Hùng không? Mẹ hỏi là tại sao cứ một mình vậy hoài vậy, không quen bạn gái đi. Không mấy mẹ giới thiệu cho mấy bé dưới quê, bà Sáu á, cũng dễ thương, về nhà làm nội trợ. Em trả lời nó thôi, con chỉ muốn ở hoài với mẹ thôi chứ con không muốn lấy vợ. Vậy là mẹ cũng nghi rồi ha? Nhưng thật ra mẹ nghi mà không có nói, mà lại nói với em. Rồi mẹ có nói với mày hả? Lâu lâu mẹ cứ hỏi tao hoài là, ủa Hùng nó có thằng dạy không? Chắc có lẽ là mẹ cũng đã nghi rồi. Hùng có một cái show diễn ở cái nơi mình làm việc á, thì có nói cái câu là tôi là người đồng tính. Mẹ có coi. Cái chỗ làm việc của em á, thường những tổ chức những cái buổi để cho DJ đánh nhạc và truyền tải cảm xúc cho mọi người, thì cái chủ đề của ngày hôm đó của em á là em là một người đồng tính, nhưng em thích chơi DJ, em thích summon, em thích trap, thích hip hop. Mặc dù cho em thuộc về giới tính nào, thì em muốn nhắn gửi tới các bạn là dù cho các bạn là người đồng tính thì các bạn phải tự hào rằng chính bản thân mình. Thì cái clip đó được rất là được lan truyền ở trên mạng. Và một hôm khi mà em đi vô phòng mẹ em chơi á, thì mẹ em mới coi clip đó. Cái mẹ hỏi ủa đồng tính là gì vậy con? Nó là đồng tính, ý con đang nói là đồng tình á mà, ý là con đang muốn các bạn khán giả đồng tình với con. Thì em cũng không có muốn nói thẳng ra, cái em quành em đi luôn. Tại vì anh nó cũng biết ở đây cái việc mà nói come out nó rất là khó khăn. Khó lắm chị ơi. Em lúc đó em nói mà tranh, em rung, em không biết như thế nào, nhưng mà tự nhiên em bị mù quáng một cái tình cảm không có thật mà em phải đấu tranh đó, mà em dám nói ra cái con người của mình cho mẹ nghe là như vậy. Mình cũng nhờ các bạn đó mà em nói được. Yeah. Em mạnh mẽ em nói với mẹ. Em thích em giấu luôn cũng được. Tại vì em không có muốn làm mẹ buồn. Giấu luôn thì bây giờ em giấu suốt đời được không? Em cũng đâu có giấu suốt đời được đâu, đúng không? Em chứ sao vậy, mẹ cũng biết em lớn lên, nếu em giấu thì mẹ cũng bắt em phải cưới vợ. Lúc đó là cần làm khổ nhiều người. Thà là em nói mẹ em buồn lúc đó, nhưng mà về sau này từ từ nó cũng sẽ nguôi ngoai đi. Có nhiều người trong cộng đồng LGBT mình vì gia đình là gay vẫn lấy vợ, bỏ vợ con đi quen một người khác. Như vậy là càng làm khổ nhiều hơn nữa. Như vậy rất là tội nghiệp cho người phụ nữ. Hồi em học cấp 3 là em cũng có một cái người bạn mà ba bạn đó là người đồng tính á, bạn đó bị phải đi học mà phải sống xong cái kiểu mà bị dèm pha, trời nó trội đồng tính về đặt lấy vợ đẻ con rồi cái chị này kiểu nó tội nghiệp đúng không chị? Đó, rất là nhiều người á mà đồng tính mà bị ép lấy vợ đó. Hùng có thể mường tượng ra được mẹ của hai bạn sẽ như thế nào khi mà Hùng come out rồi? Em hả? Em cũng không biết nữa. Em hy vọng đó sẽ là một cái tâm thái thôi. Mẹ biết lâu rồi. Em hy vọng với một cái tâm thái vậy nó sẽ không phải là một cái tâm thái nặng nề như là Dũng. Em không thích như vậy. Em cứ thể hiện từ từ cho mẹ biết đi, những làm những cái hành động để cho mẹ mình nghi dần mình. Yeah. Để mẹ không bị sốc. Yeah. Thật ra bây giờ nói về nghi dần thì mẹ của Hùng cũng nghi rồi. Mình làm cho nhiều hơn nữa để cho mẹ chắc chắn là con mình là vậy, để khi mà mẹ biết rõ ràng mẹ không bị sốc nữa. Yeah. Vậy thôi thì bây giờ có thông qua chương trình á, Hùng có muốn nhắn gửi trực tiếp đến mẹ mình luôn không? Mẹ ơi, thật sự thì có một cái điều con cũng giấu mẹ lâu lắm rồi, mà con cũng hy vọng là mẹ hiểu cho con. Con cũng là một người đồng tính, con cũng cần được một tình yêu thương từ mẹ. Và con cũng là con người, cho nên là hy vọng mẹ hãy chấp nhận con giống như là một người con gái. Khánh Chi nghĩ là mỗi người sinh ra không ai lựa chọn được cái giới tính của mình, và cũng không ai mong muốn mình là một người trong cộng đồng LGBT. Bản thân Khánh Chi cũng vậy, rất mong muốn mình sinh ra mình là một người con trai thật sự hay là một người con gái thật sự. Đó là cái số phận của mình thì mình phải chấp nhận. Khánh Chi mong rằng cô hãy yêu thương hai em và hãy sống thoáng và suy nghĩ là dù là gay hay là con trai hay là con gái, miễn sao mình sống tốt là mình cảm thấy mình vui và hạnh phúc. Con nghĩ là tất cả mọi người đang rất là đón nhận những người trong cộng đồng LGBT. Và cho dù cái ước mơ sau này nó sẽ không giống như những điều mà cô đã từng mơ ước, nhưng mà cháu tin là Hùng và Dũng sẽ vẽ cho cô những cái ước mơ khác.
nó cũng rực rỡ và vui vẻ, chỉ là nó không giống như những điều mình đã từng hy vọng. Nhưng mà những điều ở tương lai đây nó cũng rất đáng để cô hy vọng. Cháu cảm ơn cô đã chấp nhận hai em. Khi mà em muốn cho mẹ biết là cái người ở trong cái giới tính này á, họ cũng sẽ làm được những điều phi thường. Sau này em phải làm cho mẹ em tự hào. Và em mong ước là tất cả các bạn hãy mạnh dạn bước ra ánh sáng để sống thật với lại cảm xúc của mình. Đừng để nó bị chôn vùi quá lâu rồi sẽ cảm thấy đó là một cái gánh nặng ở trong cái tâm hồn của mình. Còn đối với em thì cái mong ước của em bây giờ không còn gì nữa. Tại vì em sao có tất cả rồi. Em viên mãn á, đúng không? Em có được rất là hài lòng với cái hạnh phúc hiện tại của mình. Được mẹ chấp nhận, rồi được có người yêu thương mình đi đến cuối cuộc đời. Cũng hơn 8 năm rồi. 8 năm rồi à. Có định làm đám cưới không? Đám cưới của em thì là đơn sơ lắm, là do một chủ trì của một cái... Là em tổ chức rồi hả? Dạ, em tổ chức rồi. Chỉ có vài người bạn chủ trì đứng ra chúc phúc cho hai em. Chị thay mặt chương trình chúc hai em nhiều niềm vui và hạnh phúc, và chúc cho em với người bạn đời của em sẽ trăm năm hạnh phúc, sống tới ngày tới già luôn ha. Dạ. Bây giờ chị có hai cái món quà của chương trình tặng cho hai em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Tặng cho hai chị em. Dạ. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chương trình Come Out đã giúp em nói thật lòng mình ạ. Cảm ơn nhãn hàng Sơn, Yurika, tô son rất xinh, bậc tung cá tính đã đồng hành với chương trình này. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên theo dõi chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh LGBT Việt Nam. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trực tiếp ở fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.